Ok. Hello. Oh. Are you fishing today, right? I'm fishing today. Oh, okay. What you got? There. Oh, fish. Okay. Look at that. Oh my God. Big fish, but I got a fish. I like the fish. You don't like this fish? Yeah, kind of fish is it? Male fish. Milk fish? Yeah, male fish. Too much bone. Oh. I like this one. Oh, that's what I got. Oh. Oh, but that's okay. I do fishing all day today. Okay, so. Don't need a license free. So now I have to debone them. Yes. Debone the fish. Thank you.
why you got a fish. Thank you.
Fried up the fish. Fried up the fish. Ok, không có chi em ơi. First time. À, các bạn, mình làm xong con cá này rồi. Con cá này cá xương nhiều quá, mình không thích những cái bỏ da, bỏ xương luôn. Người ta lại thích ăn da, nhưng mà mình không thích ăn da. Mình đã bỏ da, da của nó mình chia lên rất là giòn, nhưng mình không thích ăn da. Mình chỉ lấy một bản này thôi, mình lấy thịt thôi, mình đem ra mình chiên, chiên vô một trái trứng, trứng gà, một chút xíu bột mình chiên lên, con. Xin kính chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Very good. NGHƯUTRI. Thank you. Okay, thank you.